Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình giới thiệu với mọi người một chiếc máy cắt cỏ của hãng Estin, mã FS180, hàng Đức các bạn nhé. Estin Đức, thiết kế kiểu dáng châu Âu, rất là khỏe và bền. Hình như con này nó vào khoảng 34cc thì phải các bạn ạ. Thông tin chi tiết thì là các bạn có thể là lên mạng để tra ở trên mạng nhé. Estin FS180 này thì thông số nó có trên mạng, mình không để ý lắm, nhưng mà công suất của nó thì vào khoảng 34cc. Lòng của nó thì là 37-38 ly thì phải. Loại này thì nó là khá là mạnh rồi các bạn ạ. Khá là mạnh. Thiết kế của nó rất là độc đáo, nó theo cái phong cách của châu Âu. Đấy, nó cái hình hộp này rất là kín như này. Có thể là khi nói là nó rất là kín luôn. Máy móc thì là zin nguyên bản, đồ đạc của nó thì nó cũng đều là zin nguyên bản hết. Có cái chắn cỏ thì là của máy khác lắp vào thôi, chứ còn mọi thứ thì là zin. Nhìn cái đầu bò của nó là cực khủng luôn. Đầu bò này có thể lắp được các cái loại ổ cước tự động nhả của chính hãng của nó, rất là tiện. Tay ga kiểu cò bóp các bạn nhé. Công tắc thì tích hợp sẵn ở trên tay cầm. Máy móc thì là còn rất là đẹp, khá là đẹp. Nó zin từ từng con ốc một. Cái này thì là nó mình lúc mình nắp vội quá, chưa nắp được hết cái giữ cái dây này vào đây. Chúng ta luồn cái nhựa này vào trong cái ống này, và cái phần này là để nó giữ cái dây ruột gà này. Thì nó rất là gọn và tiện. Khá là đẹp. Nó rất là hay các bạn nhé. Thiết kế nó rất là đẹp mắt. Đây các bạn có thể thấy đây, nó rất nó trông nó khá là kín. Nó có các cái nan nhựa để hở để tản nhiệt cho máy thôi, chứ còn cái phần nọc gió và những cái phần khác như là bình xăng bình xiếc thì trông nó rất là kín. Máy này để khởi động thì chúng ta đóng e vào như này nhé, nó không cần phải bơm xăng đâu, không cần phải núm bơm xăng. Chúng ta kéo e vào và nhớ bật công tắc nhé. Sau đó chúng ta giật. Cái con này thì để rất lâu rồi không khởi động. Bây giờ mình khởi động thì là cần phải giật vài cái để nó mồi xăng lên nhé, thì nó mới nổ được. À đấy, để lâu rồi thế mà giật phát nổ ngay này. Khi nó nổ như vậy nhá, thì chúng ta xoay mở e gió ra. Ô, rất dễ nổ các bạn ạ. Đấy, công tắc đây. Để lâu rồi mà máy giật rất dễ nổ các bạn ạ. Có vẻ như garanti để thấp quá. Garanti để thấp quá các bạn ạ. Nó khó nổ.
máy để reality thấp quá, cho nên là nó không duy trì được cái đà lổ, nó tắt máy. Máy khá là mạnh các bạn ạ. Vừa mình thử giật thử ga lên một tí mà thực sự là bọn này nó rất là mạnh. Mạnh. Con này cắt cỏ thì cực sướng rồi, khỏi phải nói. Đấy, những cái loại cỏ tốt như này mà dùng cái máy này mà phát cước thì nó phải ngọt như mía nùi. Các bạn có thể nhìn thấy cái chén nắp dao phát với nắp ổ cước của nó nhìn khủng không? Khá là khủng nha. Cái phần nhôm kia thì nó bị bong một chút sơn. Thế nhưng mà hình như là bên dưới gầm của nó thì cũng không bong mấy đâu các bạn ạ. Nên này. À cái phần dưới gầm của nó là bằng nhựa. Có mỗi cái phần bằng nhôm này thôi. Thì nó bị bong mất một chút sơn. Cái thằng Estin của nó thì nó hay vậy. Kể cả máy cưa hay là máy cắt cỏ đây. Nó phần nhôm của nó sơn vào thì nó hay bị bong. Thực sự là cái con máy của Estin mà về đến Việt Nam thì thường ấy, những máy bãi là nó là sản xuất khá là lâu rồi. Thì cái thời gian mà cái sơn ấy, nó bị bong do thời gian. Nhưng phần nhựa của nó thì còn rất là ok. Nên các bạn có thể nhìn thấy cái áo nhựa màu cam của nó này. Còn nguyên lành không xuất mẻ một tí nào. Và nó khá là còn màu nó rất là tươi và sáng. Phần nhựa trắng này cũng vậy, trông cũng rất là sạch đẹp. Riêng chỉ có cái phần bằng nhôm này thì nó bị bong một chút sơn. Máy này nó có một cái gờ này để đỡ phần thân máy nhé. Cái này của nó này nhé các bạn nhé. Khá là đẹp. Một con máy này khá là mạnh rồi các bạn ạ. Dùng dao hay dùng cước đều rất là ok. Và cái loại máy này thì nó thiết kế rất là đầm. Chắc chắn là về trọng lượng của nó cũng là tương đối là nặng đấy các bạn nhé. Nó thích hợp với những cái người nào mà khỏe mạnh, thanh niên trai tráng. Thì là chúng ta vác cái máy này đi làm thì là nó mới hiệu quả và nó mới được lâu. Còn ví dụ người già, phụ nữ, trẻ em thì là vác máy này thì sẽ không làm được trong thời gian lâu đâu, bởi vì nó khá là nặng đấy. Khá là nặng đấy các bạn ạ. Đây, xét về tổng thể của con máy này thì là nó còn rất là đẹp và mới. Rồi, video giới thiệu chiếc máy Estin FS180 của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn nào có nhu cầu đặt mua chiếc máy này thì xin liên hệ Zalo với mình qua số điện thoại 0983804084 nhé. Cứ nhắn tin là 100% các bạn nhắn tin Zalo đều được mình trả lời. Máy khá là đẹp rồi. Chất lượng thì ok rồi. Khỏi bàn. Quan trọng là khách hàng thì có ưng không thôi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.